thì bà con có thể thấy là cái việc mà tìm mua cây giống chất lượng ngay ban đầu nó tốn chi phí không có cao hơn nhiều so với những cây giống bình thường, nhưng ngược lại là mang lại rất nhiều lợi ích cho quý bà con. Nên là bây giờ trong video này là Oanh muốn chia sẻ đến quý bà con cái cách làm sao để chúng ta chọn được những cây cây sầu riêng mon thân Thái. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Khi đến với kênh siêu thị cây giống, Oanh cùng với các anh chị thường hay chia sẻ với quý bà con những loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Điều quan trọng là Oanh muốn giúp cho quý bà con gọi là gia tăng gấp đôi gấp ba thu nhập của mình trong một thời gian rất là ngắn, và như thế mà cây sầu riêng Musakin, sầu riêng Ri Sáo, cây sầu riêng Mon Thân Thái là một trong những cái loại cây sầu riêng đang được trồng rất là rộng rãi, rất là nhiều hiện nay, tại vì giá trị kinh tế của nó gọi là cực kỳ cao. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ đang có rất là nhiều các cái câu hỏi cũng như rất là nhiều cái niềm đau chôn giấu hoặc gọi điện thoại về cho tổng đài, đó là bà con bị chọn sai giống, bị nhầm giống. Giống như lúc nãy vừa alo với một chị thì chị ấy bảo là chị trồng cây na, gọi là thiệt là bây giờ cái chi phí anh đợi xíu, anh nó chạy xe vô. Vô luôn đi, đây chị dẫn xe vô. Thì bà con có thể thấy là cái việc mà tìm mua cây giống chất lượng ngay ban đầu nó tốn chi phí không có cao hơn nhiều so với những cây giống bình thường, nhưng ngược lại là mang lại rất nhiều lợi ích cho quý bà con. Nên là bây giờ trong video này là Oanh muốn chia sẻ đến quý bà con cái cách làm sao để chúng ta chọn được những cây cây sầu riêng Mon Thân Thái gọi là chất lượng ha bà con ha, và quan trọng nữa là đúng giống. Hai cái tiêu chí này nó phải đi với nhau, thứ nhất là chất lượng, cái thứ hai là đúng giống, để chúng ta an tâm chúng ta trồng ha bà con ha, và chúng ta nhẹ công chăm sóc, chúng ta đỡ rất nhiều chi phí khác. Nên là bây giờ Oanh sẽ bắt đầu tiên bằng cách là chúng ta nhận biết cây sầu riêng Mon Thân Thái. Thì bà con cũng biết là cây sầu riêng Mon Thân Thái thì có xuất xứ là từ đất nước Thái Lan và tại tỉnh Mon Thân, nên là bên Thái Lan người ta ghi nhớ cái vùng đất đó và người ta đặt là Mon Thân Thái. Và khi về Việt Nam thì bạn ấy có một cái tên rất là mỹ miều nữa là sầu riêng Dona. Thì hai loại giống này là hai loại giống giống nhau nha bà con nhé. Còn về cái mặt mà sầu riêng Thái thì nó sẽ có rất là nhiều các cái loại khác, nên chúng ta khi mà chúng ta mua cây giống thì bà con cũng đề cập thẳng là sầu riêng Mon Thân Thái hoặc là sầu riêng Dona Thái để mà cái nhà giống người ta cung cấp cho mình đúng cái giống bà con cần nha. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta lựa chọn được một cây sầu riêng là Mon Thân Thái rồi là đúng giống, thì bây giờ cách nhận biết là bà con có thể thấy là cái lá sầu riêng á, cái lá sầu riêng Mon Thân Thái á, thì cái lá nó dài, cái lá nó dài ha bà con ha, nó dài hơn ri, cái bản nó cũng to như ri nha, nhưng mà cái chiều dài của lá nó dài hơn. Chắc là Oanh phải bóc một cây ri cho bà con chúng ta xem, tàn thái với ri cũng hơi giống nhau. Cái bản nó to, cái lá nó dài ha bà con ha, để Oanh đợi Oanh xíu bóc cây ri. Đi hả em? Đây bà con ha, đây là cây ri bà con. Ở đây Oanh muốn so sánh trực quan để chúng ta thấy nè, cái lá này sao thấy nó cũng giống giống nhau. Chắc vậy đi nè bà con, 80 nha bà con nha. Nè ri nè, ri 80 á, cái tức là cái chiều dài của lá thằng ri 80 so với là thằng thái nó dài hơn, thằng ri nó thấp hơn. Nhưng mà về cái độ gân guốc á thì bà con có thể thấy là thằng ri á là nó gân á, nó cái độ vòng phền của cái phần lá nó sẽ song sên hơn là thằng thái thì nó mịn hơn nha. Còn nó vên á, khi mà cái mép á của sầu riêng Thái bà con thấy nó cũng vê lên, bà con thấy nó cũng vê lên giống như ri nha, đây là ri nha bà con nha, nó cũng vê lên. Thì chúng ta khi mà chúng ta phân biệt giữa thằng Thái và thằng ri thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ xem vào cái chiều dài của cái hàng lá. Cái thằng lá của thằng ri á nó sẽ ngắn và nó bự, nó mập, còn thằng Thái á thì nó sẽ dài và nó cũng bự nha. Đó là hai cái làm Oanh thì có thể đối với ri với lại Thái mà phân biệt với nhau, thì Oanh đề xuất bà con cái này như vậy. Nào bà con thấy là cái lá trên lá non của nó nè, đó nó dài và nó mập, được chưa? Nó dài và nó mập, thằng ri lá trên của nó nè nó ngắn hơn là nó dễ nè, nè ri nè, Thái nè nha bà con ha, và nó đều có hình cái chữ V lên hết, đều có V lên hết nha, mép lá là hình chữ V, được chưa? Đó thì là khi mà bà con chọn thằng Thái với thằng Musakin này rất là dễ phân biệt, còn thằng Thái với thằng ri thì bà con lưu ý dùng quanh cái chuyện đó là nó lá của thằng Thái nó dài hơn,
lá cung thái nó dài hơn, nó mịn tay hơn là ri, và cái bản hàng này nó to như nhau. Đó là cách chúng ta phân biệt bỏ ri qua để chúng ta dễ nói chuyện hơn về hàng thái ha. Rồi, và thứ hai bây giờ Oanh muốn hướng dẫn cho bà con cái phần thứ hai, chia sẻ bà con phần thứ hai là làm sao để chúng ta chọn được một cây giống là chất lượng. Thì đầu tiên là đang đứng ở phần lá thì Oanh muốn chia sẻ bà con về phần lá luôn. Chúng ta coi cái phần tược. Cái phần tược đó phải đang mở như thế này, phải đang e ấp như thế này, tức là cây nó đang phát triển mạnh, nó đang sinh trưởng lên. Cái tược nó đang nhú lên, nó đang cất lên như thế này thì cây này đang phát triển mạnh, nó không bị nhiễm bệnh ha bà con ha. Và chúng ta cũng coi chân cẳng của nó, coi lá lú nó, coi nó có bị nhiễm mặn hay không, rồi nó có bị sâu bệnh hay không ha bà con ha. Rồi nó có bị cháy lá không, nó có bị nhiễm nấm hay không. Nếu mà cây nó lá nó hoàn toàn xanh sạch đẹp á thì chúng ta ok chúng ta chọn. Và một cái nữa là chúng ta chọn cái bo. Cái bo này nó phải mạnh mẽ ha, bo này phải mạnh mẽ, cứng cáp giống như cây này nè. Cứng cáp và mạnh mẽ như thế này thì chúng ta chọn. Cây bên đây cũng ok, cứng cáp và mạnh mẽ như thế này thì chúng ta chọn nha bà con nhé. Đó, thì nó nếu mà nói về cái phần bo, phần tược ở phía trên thì nó có ha hai cái yếu tố, ba cái yếu tố như vậy. Thứ nhất là tược mở, đứng. Cái thứ hai á, là cái phần lá nó nha bà con nha, là cái lá nó không bị nhiễm bệnh. Cái thứ ba là bo của nó mập mạp ha bà con ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về phần gốc. Phần gốc thì đây là gốc 2 năm, gốc này nó khoảng 1,5 phân nha bà con nha. Gốc khoảng 1,5 phân và là cây thì rất là già. Gốc 2 năm thì nó sẽ tiết kiệm được 1 năm so với khi chúng ta trồng gốc nhất. Nhưng mà khi bà con chọn cái gốc á, thì bà con sẽ chọn cái gốc thẳng. Còn cái phân á, thì chúng ta chọn phân tư ăn lên là được nha. Cái gốc thì chúng ta chọn phân tư ăn lên là được. Rồi gốc phải thẳng, cái da dẻ rồi phải già, phải láng, phải mịn. Còn chẳng hạn như cây này là chúng ta loại bỏ nè. Cây này á, là nó đang, cây này là Oanh cũng đã tìm nát ở trong vườn không thấy rồi, phải đi vô nhà vườn để xin cây này về làm video cho bà con xem, cũng cực khổ lắm á. Là bà con thấy nè, là nó đang bị nứt thân, nứt thân và nó có dấu hiệu là nó bị mục ở bên trong, nên là cái quá trình khi mà chuyển chất dinh dưỡng ở cái phía bề mặt này tới đây nó sẽ bị hạn chế, nó làm cho cái cây nó vận chuyển chất dinh dưỡng không có đều bằng cái cây mà nó liền mạch giống như thế này. Nên khi mà chọn cái cây này thì chúng ta sẽ hạn chế cái đường vận chuyển chất dinh dưỡng một phần từ cái gốc rễ lên tới cái cây, lên tới cây ngọn, nên bà con nên loại nó ra. Chúng ta không chọn những cây bị nứt thân, xì mũ và bị nấm nha bà con ha. Được chưa? Và tìm mãi cũng không thấy cây nào mà có hình dáng bonsai nó bị cong, thì Oanh lấy đỡ một cây Musakin. Chúng ta thấy cái hình dáng nó uốn lượn bonsai như thế này, nó bị cong vênh như thế này thì rất khó để chúng ta canh tàn, nên là bà con cũng bất đắc dĩ thì lấy cũng được. Nếu mà tàn ở phía trên đẹp thì chúng ta lấy cũng được, nhưng mà nếu mà cần thiết thì chúng ta cũng loại bỏ nó ra, tại vì khó để mà chúng ta canh tàn nha bà con nhé. Sầu riêng thì chúng ta phải chia tàn để mà nó mang trái nhiều, tại nó mọc trái từ nhánh mà. Thì bà con chúng ta sẽ loại bỏ cái phần mà những cái cây mà nó bị út lượng bên xa như thế này nha bà con nha. Thì phần gốc thì Oanh có một vài cái lưu như vậy để mà bà con chúng ta lựa chọn cái gốc cho nó hợp lý nha bà con ha. Thực sự là sầu riêng Thái thì đã khá là quen thuộc với Việt Nam của chúng ta, đã du nhập vào Việt Nam của chúng ta đã khá là lâu, cũng cỡ 10 mấy năm nay rồi, nên là Oanh nghĩ nó cũng không có còn xa lạ gì quá nhiều so với quý bà con. Tuy nhiên những bà con nào lần đầu tiên chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ trồng lúa hoặc là trồng những cái cây cam sành gì đó qua chuyển qua trồng sầu riêng thì Oanh nghĩ là đây cũng là một cái video hữu ích đến quý bà con. Oanh mong là những cái kiến thức của mình đã giúp một phần nào đó đến với quý bà con để chúng ta chọn được những cây giống sầu riêng Mon Thân Thái là đúng giống và chất lượng cao đó bà con ha. Chúng ta khi mà chúng ta mua giống, bà con đừng bao giờ nên tiết kiệm tiền phần mua giống, tại có những yếu tố sau đây: nhất nước, nhì phân, tam cần và tứ giống ha bà con ha. Nên cái phần giống là cái phần rất là quan trọng, một yếu tố, bốn yếu tố quan trọng trong hàng ngàn các yếu tố ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái tới cái sự sinh trưởng phát triển của cái cây. Nên là bà con đừng bao giờ tiết kiệm ngân sách của cái phần làm giống. Thứ nhất là phải chọn đúng giống, cái thứ hai là cây giống phải chất lượng, thì chúng ta sẽ đỡ đi cái phần phân thuốc rất là nhiều, đỡ đi cái sự đau đầu, đỡ đi cái công chăm sóc của chúng ta rất là nhiều ha bà con ha. Và đừng bao giờ ham cây giống rẻ nha bà con nha. Cái nhà làm giống người ta bắt buộc người ta phải cung cấp một cái giống chất lượng, thì đi đôi với việc là giá không có rẻ được. Và khi mà các bà con cung tìm một cái nhà làm giống, bà con phải xem cái nhà làm giống đó người ta có thể đồng hành cùng với mình được hay không, chia sẻ với mình những giai đoạn tiếp theo của cây giống được hay không, để mà bà con chúng ta yên tâm khi chúng ta trồng trọt nhé bà con nhé. Nên là bà con hãy tìm những cái nơi uy tín nhất để cho lựa chọn cho mình những cây sầu riêng chất lượng đúng giống. Hai yếu tố này là hai yếu tố rất là quan trọng mà Oanh chia sẻ đi lại với bà con rất là nhiều lần. Và Oanh rất là mong là nhận được nhiều câu hỏi, nhận được nhiều phản hồi của quý bà con gọi về hotline
để mà Oanh có cơ hội được đồng hành nhiều hơn nữa đến quý bà con của chúng ta nhé bà con nhé. Bây giờ Oanh cùng với anh Viễn cùng với các cộng sự của mình xin chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Nhớ like và chia sẻ video này đến những người bạn cần thiết và đăng ký kênh nhé bà con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Oanh sẽ thay mặt siêu thị cây giống giới thiệu đến quý bà con một cái bộ đôi sản phẩm là vừa kích ở dưới vừa kích ở trên. Đây là một cái bí quyết rất là gọi là gia truyền mà ngày hôm nay Oanh mới bật mí đến quý bà con, để mong sao là cái vườn của quý bà con chúng ta có thể vừa tiết kiệm được ngân sách nhưng lại giúp cho khu vườn mình phát triển thật là nhanh. Tại như bà con đã biết thì khi mà cây nó ra tàn nhiều, rễ nó mạnh thì nó sẽ sớm cho trái đúng không ạ? Sản phẩm đầu tiên mà Oanh muốn chia sẻ đến quý bà con đó chính là sản phẩm Humic Hoa Kỳ. Đây là một sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty nông nghiệp Hoa Kỳ ha bà con ha. Với cái thành phần là 80% humic hữu cơ và 20% là các cái vi lượng cần thiết cho cây như bo, magie, canxi, kali các kiểu ở trong này. Nó sẽ giúp cho cái bộ rễ của cây đó là phát triển cực mạnh luôn. Và từ đây bà con đã biết cái gốc cái rễ là cái là quan trọng nhất của một cái cây, thì giúp cho cái cây sẽ bắt đầu cái rễ nó sẽ hút chất dinh dưỡng mạnh, nó giúp cho cây của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ và hút và tiết kiệm được cái chi phí phân bón rất là nhiều. Và bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Humic Hoa Kỳ này với nhiều cách. Cách thứ nhất là bà con có thể trộn với lại phân bò hoặc phân chuồng oai hoặc là phân gà nở, trộn theo tỷ lệ là 100 kg phân với lại 1 kg Humic Hoa Kỳ để tạo thành một cái phân vừa để mà bón lót nè, để bón ở phía trên định kỳ nè, 30-20 ngày chúng ta bón một lần bà con ha, sẽ giúp cho cái bộ rễ của cây phát triển rất là mạnh. Và cách sử dụng thứ hai và chúng ta sử dụng song song luôn nha, đó là chúng ta sẽ pha Humic Hoa Kỳ này với nước, và một bịch như thế này theo dạng gói là 1 kg, chúng ta sẽ pha với lại 400-500 lít nước và chúng ta sẽ tưới được cho tối thiểu là 200 cây, và định kỳ là 7-10 ngày là bà con sẽ tưới một lần. Giống như là bà con sẽ cho mình ăn là mỗi ngày 3 cử thì cây nó sẽ ăn giúp cho cái bộ rễ dinh dưỡng. Đây là Humic Hoa Kỳ là dinh dưỡng cho bộ rễ, riêng cho bộ rễ ha bà con ha. Đó, và bà con sẽ cho cái cây của chúng ta dinh dưỡng cho rễ là mỗi định kỳ là 7-10 ngày một lần, và từ đó cái cây của chúng ta sẽ rất là khỏe giúp và bà con có thể sử dụng này bằng cách nào? Thứ nhất là cho cây con, cho cây trưởng thành, cho cây vừa làm trái xong hoặc là cây đang trong giai đoạn làm trái. Tại vì lúc nào cái rễ nó cũng cần cái dinh dưỡng để mà nó hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ và từ những cái phân bón bà con bón xuống. Và như thế thì cây của chúng ta sẽ phát triển rất là mạnh nha bà con nhé. Và phản hồi rất là tích cực từ rất nhiều khách hàng đã sử dụng Humic Hoa Kỳ, mà công ty nông nghiệp Hoa Kỳ đã phản hồi về với siêu thị cây giống, cũng như những cái khách hàng đã sử dụng qua của siêu thị cây giống thì các khách hàng phản ánh là cây thì phát triển rất là mạnh. Thậm chí là cái cây mà chanh mà đang bị vàng lá mà vướng Humic Hoa Kỳ vào giúp cho rễ nó phục hồi, đã giúp cho cây xanh lá trở lại. Mình thấy là cái phần này nó rất là tiết kiệm và rất là hiệu quả. Bà con có thể sử dụng thử và sau đó chúng ta sẽ sử dụng luôn cho vườn nhà mình nha. Và bà con có thể thấy là cái cây thì nó ngoài cái bộ rễ ra thì nó còn có cái phần đọt đúng không ạ? Nó còn có phần đọt, cái phần ngọn ha. Thì khi mà cái cây mà phát triển mạnh, cái phần đọt, cái phần ngọn nó vươn ra, nó vươn tàn ra. Rồi cái đọt nó nhanh phát triển ra thì nó sẽ tạo nên một cái cây rất là xum xuê, và từ đó trái nó sẽ chỉa nó mọc rất là nhiều. Thì bên cạnh sản phẩm cho rễ thì bên chỗ công ty nông nghiệp Hoa Kỳ họ cũng có một cái gọi là sản phẩm gọi là siêu vật đọt. Nó giúp cho cái phần gọi là phần ở trên của cái cây phát triển một cách mạnh mẽ ha. Cái thành phần đặc biệt của bản siêu vật đọt này là Oanh thấy ở bên công ty nông nghiệp Hoa Kỳ là họ để là có thêm những cái gọi là gia vị rất là đặc biệt. Ở trong ngành phân bón người ta dùng từ là gia vị rất là thú vị đúng không ạ? Những cái gia vị rất là đặc biệt ở dạng công thức rất là tinh vi, nó dạng nano. Khi bà con là gọi là pha với nước và chúng ta tưới lên trên lá, phun lên trên lá, nó sẽ thấm sâu vào các cái tế bào lá, và cái dạng nano này rất là hiếm cái đơn vị nào có thể sản xuất được. Nên là bà con có thể chơi siêu vật đọt, và có thể thấy là chơi siêu vật đọt này nó sẽ giúp cho bà con tiết kiệm rất là nhiều, thay vì bà con sử dụng những cái dạng vật đọt ở những cái loại chế tạo khác không phải là nano thì bà con sẽ phải bắt buộc sử dụng với liều lượng nhiều hơn. Còn bằng siêu vật đọt này bà con có thể thấy một chai gọi là
500ml như thế này. Ở đây là các anh chị hướng dẫn là nếu một cái bình quải 16 lít thì bà con có thể pha một nắp này, nó khoảng 15-16cc, chúng ta pha vô một cái bình 16 lít và chúng ta phun gọi là ướt đẫm trên cái lá là cứ định kỳ 7-10 ngày một lần, thì cái cây cái đọt non nó sẽ búng lên rất là nhanh. Và bà con có biết là sáng sớm mà khi mà ra vườn mà chúng ta thấy cái đọt non mà nó búng lên vậy, nó là một cái niềm vui rất là lớn. Tại vì chúng ta biết cái cây nó đang lớn đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta tưới cho nhiều gốc thì chúng ta có thể pha 500ml siêu vọt đọt này với lại một cái thùng phi tức là tầm khoảng 400-500 lít, và chúng ta cứ phun 7-10 ngày. Và để tiện hơn thì cái công thức siêu vọt đọt này nó hoàn toàn gọi là không có cái kháng thể với lại không có đối kháng với lại các thuốc trừ sâu, nên bà con có thể pha chung nó với lại các cái thuốc bảo vệ thực vật để mà gọi là hạn chế sâu rầy luôn. Thì thường thường thuốc bảo vệ thực vật thì bà con thường thường phun từ 15-20 ngày, như vậy thì chúng ta có thể pha kèm bạn này gọi là một lần thì xịt bạn siêu vọt đọt, một lần thì vừa pha siêu vọt đọt với lại những cái thuốc bảo vệ thực vật đó để mà chúng ta tiết kiệm thời gian ha bà con ha. Và Quanh thấy là khi mà khách hàng ở sử dụng cái sản phẩm siêu vọt đọt này thì họ đã có những cái phản hồi rất là tốt luôn nha bà con nha. Nó là cây là nằm trong mơ mà cũng thấy nó hoạt đọt nữa, nên là Quanh thấy cảm thấy rất là thú vị khi sử dụng sản phẩm này. Và nó cũng là một cái sản phẩm cũng thuộc dạng hữu cơ, đã hoàn toàn gọi là an toàn đối với cái sức khỏe của người sử dụng, nên là bà con có thể sử dụng thoải mái. Chúng ta nên phun cho lá, phun ướt đậm lá vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối để mà cái lá của chúng ta có thời gian hấp thụ hết, chứ là chúng ta phun vào ban ngày trời đang nắng thì khi mà nắng chiếu vào nó sẽ bị bốc hơi, như vậy thì có dù có cái nano tới mức độ nào thì nó cũng không có hấp thụ kịp nha bà con nhá. Nên là chúng ta lưu ý là chúng ta phải phun cho lá bằng cái siêu vọt đọt này vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối để cái siêu vọt đọt nó vươn lại ở trên lá, và nó từ từ với công thức nano siêu nhỏ như vậy nó sẽ thấm vào các tế bào lá và giúp cho cây chúng ta tăng trưởng nhanh bằng cách bung đọt ra thiệt là nhanh nhé bà con nhé. Quanh thấy đây là một cái sản phẩm của cũng có với nguyên liệu cũng được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, hoàn toàn an toàn với lại sức khỏe của chúng ta. Nó có một cái công thức đặc biệt ở trong này gọi là gia vị cũng như là chế biến theo ở những cái hạt rất là nhỏ là nano, để giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí khi sử dụng những cái dạng siêu giống như những dạng vọt đọt khác. Quanh nghĩ là trăm hay không bằng mắt thấy, trăm nói không bằng một lần chúng ta sử dụng. Bà con hãy có thể là liên hệ với công ty nông nghiệp Hoa Kỳ hoặc là có thể liên hệ với siêu thị cây giống để Quanh có thể gửi cái chai này đến cho quý bà con chúng ta sùng giữ dùng thử trước. Dùng cái humic Hoa Kỳ cho rễ và siêu vọt đọt cho lá thì Quanh nghĩ chắc chắn là chúng ta sẽ được rất là nhiều về cái thời gian sinh trưởng và phát triển của cây, nó phát triển rất là mạnh mẽ hơn và đồng thời cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí về phân bón và công chăm sóc nhé bà con nhé. Còn lại bây giờ công việc của chúng ta là thử và sử dụng thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video hữu ích tiếp theo, chia sẻ về kỹ thuật trồng trọt và những cái loại phân thuốc chúng ta có thể sử dụng. Bye bye.